rồi, quý vị và các bạn thân mến, hiện tại thì Kiên đang có mặt ở con đường Tân Kỳ Tân Quý nhé. Hôm nay đưa cả nhà đi thưởng thức cái món là cà ri vịt gà 30k 28k nhá. Đây nó nằm ngay gần cái chung cư The Garden đây, The Garden ngay có quận Tân Phú đây. Mà giờ cũng đang khoảng 4 giờ hơi nắng. Đây cái quán này hơi nắng nên là Kiên cũng đi ăn nhưng mà nắng quá. Rất là nắng mà cô chú bán bên này bán giờ là bán lai dai thôi, chiều mới đông. Đấy cô chú khoảng 5 giờ mới đông nhá. Bây giờ chưa có ai, giờ đang bán. Giờ là còn 5 giờ mới đông. Đây là bán từ mấy giờ đến mấy giờ chú nhỉ? Từ 1 giờ tới 8 giờ. 1 giờ chiều mà tới 8 giờ. À. Đây là mình mỗi món bún cà ri gà đúng không chú nhỉ? Gà với vịt. Bún cà ri gà vịt luôn. Ở đây chú bán được lâu chưa chú? 2-3 năm. 2-3 năm rồi. À. Đối diện với lại cái cây xăng dầu số 9 nha quý vị. Bún cà ri gà mà giờ nắng quá trời luôn. Đây cả nhà thấy không? Hai cô chú đang bán này. Bún cà ri gà vịt. Ở đây một phần là bao nhiêu chú nhỉ? Một gà thì 28, vịt thì 30. À gà 28, vịt 30. Cái này là nhà cô chú gần đây không? Thì nhà bên hẻm. Bên hẻm này. À, nấu đem ra đây bán. Cô chú bán ở đây mới có 3 giờ chiều mà cũng rất là đông khách đi ăn nè. Gà 28, vịt 30. Đây là khoảng mấy giờ là khách đông chứ nhỉ? 4-5 giờ là mới khách cái đông không? Nó đỡ nắng rồi chút xíu. Dạ, đỡ nắng, giờ đang nắng quá ha. Đúng rồi, giờ trưa rồi. Nãy là chú làm qua một phần bún cà ri vịt nha. Chút nữa hả? Giờ làm luôn đi, làm ăn luôn. Đây là cái nồi nước lèo của chú này. Nước lèo này quý vị. Cái này có cái gì chú? Con này có huyết à? Huyết khoai. À lấy cho con nhiều khoai nhé. Con lấy con ấy nhiều khoai xíu, ít thịt thôi. Lấy khoai nhiều mà. Khỏi lấy huyết đi, lấy khoai thôi chú. Thích ăn khoai. Đây rồi. Dạ. Lại khoai một huyết. Dạ. Phần này là 30 ngàn đúng không nhỉ? Đúng rồi. 30 ngàn phần bún cà ri vịt. Nắng quá trời luôn. Đây là tôi bún cà ri vịt 30 ngàn. Tô bún cà ri gà vịt
thêm miếng chanh vui. Này có vịt này, này là khoai này, này cũng có kiểu khoai Đà Lạt. Rồi, cảm ơn cô. Dưới là có khoai ngon á. Lèo này rất là béo nha. Lèo nó có sữa á, béo. Khoai rất bở. Dầu. Khoai rất ngon quý vị. Cái quả dê hơi béo xíu, rất là béo. Vì đây mềm lên thịt, vì rất là mềm. Cái đùi bán bao nhiêu chứ nhỉ? Thì gà đó, bức cuốn gà là 25 nghìn, à. 28 nghìn. Đùi cũng 28 rồi chú. Đùi cắn cũng vậy. Còn dịch nó... 30. Là 30.